Hello, chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy mới vừa về một chiếc xe Toyota Innova Venturer các anh chị, được sản xuất vào năm 2019. Venturer là một trong những cái mẫu xe khá là đặc biệt của Innova, được trang bị những cái up body ở phía trước các anh chị ha. Phía trước đây, những chi tiết mà chrome này nó tạo nên cái gì đó rất là sang trọng cho cái mẫu xe. Rồi phần lưới cản cũng như phần ga lăng các anh chị là được sơn đen bóng đó, anh chị nhìn không, nhìn khá là bắt mắt. Mẫu Venturer với thiết kế kiểu dáng khá là đẹp, thì đây là một trong những cái mẫu xe gia đình đi, thì anh chị mua về anh chị đi khá là tuyệt vời. Những cái viền ở phần vè, rồi những cái ốp lường ha, những chi tiết mà chrome anh chị ha, rất là đẹp. Và đặc biệt là mâm là màu đen nha quý chị, màu đen nha. Đấy, nó sẽ khác so với những cái phiên bản như là phiên bản G số tự động, phiên bản E, cũng như là phiên bản V quý anh chị. Rồi ở trong nội thất á, thì những cái phần nhựa đen bóng này ha, tay nắm cửa mặt chrome này, rồi nó làm cho cái nội thất bên trong có vẻ cực kỳ sang trọng hơn so với những phiên bản khác anh chị. Hay ốp gỗ này, đây vô lăng á thì được trang bị là ốp gỗ và bọc da nha quý anh chị. Cái bản G mà cái bản số tự động anh chị thì được trang bị chỉ là urethane thôi. Đấy. Vô lăng này thì mình cầm khá là chắc tay và khá là sang trọng. Đây, những cái bật lên xuống đây quý anh chị. Đấy, những miếng chống trại bật lên xuống. Đó. Ghế da lót sàn xi măng anh chị. Đấy, những cái thanh ray như thế này. Và xe này gia đình đi cho nên là chủ xe vẫn giữ được cái bộ ghế ha, bộ ghế này. Thì anh chị nào thích mà bộ ghế da thì Huy sẽ xin hỗ trợ cho quý anh chị. Đấy, hoặc là anh chị nào không cần thích bộ ghế nỉ này thì Huy sẽ xin hỗ trợ giảm thuế trước bạ cho quý anh chị luôn. Đấy, thì đó là những cái ưu đãi từ phía Huy cho quý anh chị ha. Huy sẽ xin hỗ trợ cho quý anh chị. Hiện tại thì nếu như mà quý anh chị nào mà đang mua về mà cần sự hỗ trợ từ phía tài chính Toyota thì anh chị đưa trước khoảng 285 triệu thôi. Mẫu Innova Venturer đặc biệt số tự động, gia đình sử dụng thì anh chị đi những sản phẩm như thế này. 8 chỗ rộng rãi ha, 8 chỗ rộng rãi. Đó, mình đi khá là thích. Ở trên trần thì chủ xe có cách nhiệt cho cái phần trần này. Đây là phần cách nhiệt 3D. Nó cách nhiệt tốt và cũng khá là thẩm mỹ. Hệ thống điều hòa thì trang bị hệ thống điều hòa tự động nha quý anh chị ha, tự động hai dàn lạnh trước sau đều là tự động hết, biển số thành phố, cá nhân đứng tên. Ok, thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình sẽ tìm hiểu kỹ về cái mẫu xe này ha, để mình mua về mình sử dụng cho gia đình. Đây là một chiếc xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp nha quý anh chị nha. Hộp số tự động 6 cấp. Đấy, thì Huy sẽ nổ máy. Nổ máy. Xe này thì chủ xe khá là kỹ các chị. Đây. Đấy, anh chị nhìn không? Dán đề can hết này anh chị ha. Đấy, những cái dấu hay mòn thì chủ xe dán hết. Đây. Đó, dán hết nha quý anh chị nha. Đó, rất là kỹ luôn. Gương thì được trang bị là gương gập điện. Đấy, gương gập điện nha quý anh chị. Đó. Rồi, đóng cửa cách âm tốt. Ok, rồi. Mình có thì điều chỉnh âm lượng ở trên này anh chị. Đấy, điều chỉnh âm lượng nè. Mặt đồng hồ táp lô. Đó, khá là đẹp. Và xe này thì được 59.722 cây số, lịch sử bảo trì bảo dưỡng xe rất là đều quý anh chị. Xe gia đình đi cho nên là chủ xe làm rất là kỹ luôn. Cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đến hãng để bảo dưỡng. Có lịch sử hết anh chị. Đấy, những chi tiết màu bạc anh chị. Xe về thì bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp, kiểm tra kỹ lưỡng cho anh chị. Mua xe tại hãng bên Huy về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Những cái vị trí này thì mình có thể để những cái chai nước ha, chai nước làm mát, ốp gỗ. Vị trí này thì anh chị có thể để những cái sắp hồ sơ giấy tờ như thế này ha, giấy tờ như thế này. Ok, thì đó là một số những cái điểm Huy chia sẻ sơ cho quý anh chị. Hộp số 6 cấp chạy sướng nha quý anh chị, chạy sướng. Và hộp số có chế độ eco, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ power nha chị. Màn hình DVD này thì nó cũng khác với so với phiên bản G nha. Màn hình này khá là xịn. Rồi đó, có camera dê đầy đủ hết luôn. Đây thì Huy sẽ cùng quý anh chị ha, mình xem qua rồi tí Huy cho quý anh chị xem cái phần động cơ luôn. Với cái mẫu số tự động 8 chỗ như thế này, gầm cao nữa thì anh chị đi gia đình cực kỳ sướng luôn. Rất là sướng quý anh chị. Đấy, tắt bi cửa này. Ok. Đây, tấm lót chân của hãng. Đây, 8 chỗ. Rồi, ngồi vào bên trong thì anh chị sẽ thấy cái độ thoải mái các chị, cái độ ngã này ha.
Rồi vị trí này thì anh chị có thể để những cái ly nước ha, để cái bát mình sử dụng cũng được. Còn anh chị không thích thì mình gấp lại. Đó, vị trí này thì mình để những cái tạp chí mình sử dụng nha. Ở cái ổ này thì có thể là cắm USB hay là cổng AUX ở dưới này lấy nguồn. Đó, anh chị thấy ha. Thì xe Innova thì với cái mẫu Venturer này thì Huy rất là thích, vì nó được thiết kế kiểu dáng trong ngoài nó có gì đó khá là hiện đại, và đặc biệt là cái nội thất ghế là màu đen đúng không chị, là một cái màu nó rất là sạch ha, rất là sạch. Vị trí này thì có thể để ly nước này mình sử dụng. Ở trên trần thì có đèn đầy đủ hết nha. Đó, xe này chủ xe có cách nhiệt bọc trần 3D đó, thì nó cách nhiệt tốt lắm chị. Để anh chị thấy ngoài trời nắng vậy đó, nhưng mà ngồi bên trong thì thấy là nó không có nóng bao nhiêu đáng kể hết. Với cái hệ thống điều hòa tự động, hay dàn lạnh trước sau đều là tự động hết, thì ngồi bên trong cảm thấy nó mắc rồi á, như đang ngồi trong khách sạn. Ok, bãi túi khí là như quý chị nha, xe này trang bị bãi túi khí nha. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết luôn. Dễ đèn led màu xanh dương buổi tối nó ánh lên rất là đẹp. Anh chị nhìn cái không gian ở bên trong, anh chị sẽ cảm thấy nó rất là dễ chịu luôn. Đấy, rộng rãi 8 chỗ ha, 8 chỗ. Ở dãy giữa thì chúng ta ngồi được 2 người, và ở phía sau này chúng ta cũng sẽ ngồi được 2 người nha quý anh chị nha. 3 người quý anh chị, dãy giữa 3 người, phía sau cũng được 3 người. Đấy, vị trí này thì vị trí để đồ nghề đây anh chị, đồ nghề. Đó, dây bèo này anh chị. Đó, vị trí này. Đó, thường thường là xe này ok. Cũng ít người ngồi quý anh chị, băng sau. Đó, mọi thứ còn khá là mới. Rồi. Đây, hệ thống gầm. Đó, gầm bè các anh chị nhìn qua ha. Thì xe này mới vừa về tăng cảng Minh Huy thôi. Đại lý chính hãng của Toyota thì anh chị biết là bên Huy sẽ cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, và có chính sách bảo hành về động cơ hộp số 1 năm hoặc là 20.000 cây số. Cho nên là quý cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm cũng như là những cái chiếc xe mà mua tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Đấy, bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota. Cho nên là mọi thứ là anh chị yên tâm ha, anh chị không phải lăn tăn lo lắng gì hết. Đấy. Đó, cửa đã đóng rồi, khá là chắc quý vị. Đây, khá là chắc. Đây. Đó. Ok ha chị, ô đô chuẩn nha. Ô đô chuẩn bảo dưỡng hãng kỹ nha. Chiếc này lịch sử bảo trì bảo dưỡng hãng có đầy đủ hết. Đó. Thì xe thì ô đô chuẩn cho quý anh chị. Đấy, cho nên là anh chị nào mua về anh chị đi thì anh chị yên tâm tuyệt đối. Đó, tại hãng bên Huy thì trước khi mà mua vào bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Và về là bên Huy kiểm tra nghiêm ngặt 176 hạng mục. Và xe này xe gia đình đi, về vấn đề phí đường bộ dưới đăng kiểm rồi còn tới 2025 lận. Còn đây là động cơ. Đấy, động cơ anh chị thấy không, mới toanh luôn. Đó, chủ yếu là bên Huy về làm spa làm đẹp cho quý anh chị thôi. Vì xe được chủ xe bảo trì bảo dưỡng hãng kỹ mà. Đó, cho nên là không phải lăn tăn lo lắng gì hết. Động cơ hộp số còn rất là tuyệt vời. Huy đã thử xe, đã chạy xe rồi, và anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm nha. Và với cái mẫu xe này, hiện tại thì Toyota Tân Cảng bên Huy đang niêm yết với mức giá là 655 triệu. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý chị mình vay, đưa trước 285 triệu là anh chị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Innova Venturer 8 chỗ, bảo dưỡng hãng kỹ cực kỳ kỹ luôn. Và với một chiếc xe gia đình như thế này, kiểu dáng thiết kế đẹp, rất là nhiều những cái tính năng an toàn như là bảy túi khí cân bằng điện tử có hết quý anh chị, thì anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Thì đó là một số những chia sẻ về sản phẩm để cho quý anh chị mình nắm. Thì quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm ạ.